Nebula là một nhân vật mà theo mình cảm nhận là rất là bóp tim trong cái bộ phim Endgame. Nhưng mà đây là Nebula của Marvel, còn Nebula của MyBot thì thật sự nó rất là khác rồi. Đây là một bộ PC cực kỳ khủng với Ryzen 3005 GTX 1660 Super, nhưng có mức giá cực kỳ phải chăng chỉ 13 triệu rưỡi mà thôi. Vậy thì hãy cùng mình đánh giá xem Nebula của MyBot thật sự ngon đến đâu nhá. Mình sẽ giới thiệu qua về thiết kế cấu hình của mẫu máy này xem nó có gì. Đầu tiên, với con chip là Ryzen 5 3050 thì đây là một con chip sở hữu 6 nhân 12 luồng với xung nhịp có thể lên đến 4,1 GHz. Vậy thì Ryzen 5 3050 sẽ là một con chip có thể cân mọi tựa game hiện nay. Mainboard đang sử dụng ở đây là main ASUS B450 Prime A. Với mainboard này sẽ là một nền tảng vững chắc và cần thiết để bạn có thể cấu hình một cách nhanh chóng và dễ dàng với mức chi phí phải chăng. Một thanh RAM Apacer 8GB Burst 2006, đây là một dung lượng RAM cơ bản của PC hiện giờ. Nhưng ngoài ra thì MyBot vẫn đang có chương trình nâng cấp lên 16GB RAM và mình khuyên các bạn là nên nâng cấp lên 16GB RAM để có trải nghiệm tuyệt vời hơn rất nhiều với con chip là Ryzen 5 3050. GPU là ASUS TUF GTX 1660 Super. Đây là phiên bản ép xung mang đến hiệu năng vượt trội khi chơi game. GeForce GTX 1660 Super sẽ nhanh hơn 20% so với phiên bản 1660 thường, nhanh gấp 1,5 lần so với GTX 1060 6GB thế hệ trước đó. Hoạt động trên nền tảng cấu trúc NVIDIA Turing cùng với bộ nhớ GDDR6 siêu nhanh thì với GTX 1660 Super chắc chắn là tất cả các tựa game hiện nay đều chơi mượt mà. MyBot trang bị vào đây một SSD Vaseki 240GB với tốc độ đọc ghi lần lượt là 476 và 330 megabit trên giây. Bộ nguồn sử dụng ở đây là bộ nguồn đến từ Star Power 550W. Với bộ nguồn 550W như vậy thì theo mình nhận định nó đã quá dư giả để sử dụng trong dàn máy. Cuối cùng là về phần vỏ cây thì bộ PC này sử dụng vỏ cây đến từ Sama với tên là Sama 3301. Về cá nhân mình thì một người không thích quá nhiều kính cho lắm thì mình lại thấy ưa bộ vỏ cây này hơn khi mà chỉ trang bị một cái mặt kính cường lực ở bên hông mà thôi. Trong đó mặt trước thì nó là một cái mảng lưới kim loại, nhìn nó rất là chắc chắn hơn rất nhiều so với các bộ cây mà trang bị là hai mặt kính trước và mặt hông. Không chỉ vậy thì MyBot vẫn đang có chương trình là mua bộ cây PC Nebula này sẽ được tặng thêm 3 quạt LED ở phía trước, các bạn có thể nhìn thấy ở đây, LED RGB rất là đẹp. Thế là xong cái phần thiết kế cũng như là cấu hình của mẫu Nebula này rồi. Vậy thì hãy vào những cái bài test chi tiết xem nó như thế nào nhé. Đầu tiên là về phần điểm benchmark. Mình đã chấm qua rất nhiều phần mềm benchmark, ví dụ như là Cinebench R15, R20, 3D Max và PC Max 10. Thì các bạn có thể nhìn thấy bảng điểm số ở đây. Nói chung điểm số của mẫu PC Nebula này thì rất là cao. Mình vẫn thường hay nói điểm số vẫn chỉ là điểm số. Vậy thì bộ máy PC Nebula này có thật sự ngon so với điểm số mà nó mang lại hay không? Thì trong cái phần test này mình đã test một cách hardcore hơn so với các bài test khác. Mình vẫn sẽ cài đặt là max setting với tất cả các tựa game, nhưng mình sẽ chơi trên màn 2K để xem Ryzen 5 3050 cộng với cả GTX 1660 Super nó khỏe đến mức nào. Với tựa game Liên minh huyền thoại, khi mà vào giao tranh thì mình thấy FPS sẽ dao động trong khoảng tầm 149-150 FPS. Còn nếu như bình thường thì FPS sẽ tăng lên rất nhiều. Tựa game Dota 2 khi mà nhảy vào combat thì cũng sẽ giữ được ở mức 117 đến 118 FPS. Sang đến tựa game CS:GO thì FPS còn nổi bật hơn rất nhiều khi mà lên đến 181 FPS.
Tựa game GTA 5, một tựa game AAA đỉnh đám hiện nay, chơi trên màn 2K, max setting mà FPS vẫn giữ được ở mức 32. Thì như vậy, mẫu máy này cực kỳ khỏe rồi phải không các bạn? Với tựa game PUBG thì khi setup ở max setting chơi trên màn hình 2K thì FPS vẫn giữ được ở trên 70 FPS. Sang với Call of Duty Warzone, khi mà chơi trên màn 2K này thì FPS vẫn giữ ở mức gần 60 FPS, 57, 58 FPS cơ. Nói chung với hai tựa game như thế này thì nếu như các bạn chơi với màn hình Full HD thì chắc chắn FPS còn cao hơn rất nhiều. Vừa rồi là một bài đánh giá và trải nghiệm nhanh của mình về mẫu PC đến từ Mybot có tên là Nebula. Mẫu máy với con chip Ryzen 5 3500 cộng với GTX 1660 Super đã mang lại cho mình một cái trải nghiệm cực kỳ tốt và cực kỳ tuyệt vời, với mức giá của nó đem lại chỉ 13 triệu rưỡi mà thôi. Vậy thì nếu như các bạn có nhu cầu muốn mua mẫu máy này thì hoàn toàn có thể kích vào cái đường link mình để dưới phần mô tả hoặc là đến với Mybot PC. Còn video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video lần sau. Bye bye.